mừng các bạn đến với chương trình giới thiệu kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ lễ tân theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS. Chương trình giới thiệu những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản cho các nhân viên nghiệp vụ lễ tân tại các cơ sở lưu trú du lịch. Bạn là đại diện của khách sạn, đồng phục phải thoải mái và phù hợp với công việc của bạn. Đồng phục giúp khách dễ nhận biết bạn là nhân viên của khách sạn khi bạn tiếp xúc với họ hàng ngày.